các bạn thân mến, chiều hôm nay nhà mình lại tiếp tục có món cá cặp má. Đấy, chúng cậu nó lại thích rán các bạn. Xuyên giòn. Nguyên liệu các bạn phải chuẩn bị cho mình 4 phút. Đây các bạn, rất tươi ngon. Sau khi các bạn mổ cắt ruột rửa sạch thì chúng ta sẽ sử dụng dao, chúng ta cắt cứa nó ra để cho nó thấm gia vị. Lưu ý là các bạn mà cắt vây sạch sẽ nhá. Cá rất tươi các bạn. Món này mà rán chiên rõ cực kỳ ngon. Cái này cắt nhớn ra để cho nó dần dần các bạn nhé. Sau khi chúng ta làm xong cắt rồi, các bạn sẽ sử dụng một số những gia vị, một cây tiêu ớt, bột nêm, rồi axi ngon các bạn nhé, tẩm ớt vào. Ngũ vị hương. Món này là món cà chưa? Thank you.
các bạn sẽ chờ trong vòng khoảng 5-7 phút cho gia vị nó ngấm đều, sau đó rồi chúng ta sẽ bắt đầu chiên các bạn nhé.